Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2020. Thì giới thiệu với quý vị một lô đất ở vị trí này là từ đây á, cách cái tỉnh lộ 329 là khoảng hơn 300 mét thôi. Đây lô đất ở đây nó có hai mặt hẻm. Một mặt hẻm đây, ô tô đi thoải mái. Chiều sâu vào xuống khoảng 70. Còn chiều ngang này là 63 mét. Tổng diện tích nó khoảng 4 sào. Chưa có thổ cư đúng không? Đất này luôn nên thổ cư được. Còn đường này chuẩn bị trải nhựa này, rất là đẹp. Phía bên ngoài kia là người ta đang có mấy cái xe nu các thứ rồi. Và đặc biệt là khu này là có cái đường bàn cờ, mấy đường song song nhau, cắt ngang đan chéo nhau. Cách ba tỉnh lộ 329 có hơn 300 mét thôi. Dưới này nó có một cái chùa nữa. Giá chào bán cho lô đất này là 1 tỷ 7. Đúng không? 1 tỷ 7 nhỉ? À, 1 tỷ 7. 4 sào quý vị nhá. Đây, khu đất trống này. Đất này là đất đen, rất màu mỡ đấy. Tội người ta không có trồng gì đâu. Ở trong kia có nhà. Dưới này có cái... Đây là cái chùa hả? À, đang xây à? Đây là khu phía ngoài à? Trông ở ngoài cứ tưởng nhà vườn cơ. Đẹp ha. Đấy. Nhìn sang cái này. Này chắc là cái phía ngoài thôi, cổng thôi. Không vấn đề gì. Ai mà về đây làm chùa luôn. Ở dưới này nó có suối này. Cái cầu bắc ngang qua để vào cái nhà trong kia. Đấy, 1 tỷ 7 quý vị nhá, đường nhựa nhá, rất đẹp. Hôm nay tôi quay là đường nó chưa làm xong. Chưa làm xong thì đẹp lắm. Cái suối nước này thì mùa này nó không có nước. Khô rồi, cạn khô rồi. Đấy, nhưng đại ý thế. Có suối à. Đây là cái chỗ mương thoát nước này. Đấy, lô đất này. Xin nhắc lại quý vị một lô đất nè. Chiều ngang mặt đường nhựa kia là 46 hơn 60 mét vuông. À quên, hơn 60 mét. Còn chiều sâu của cái con hẻm này là khoảng 70 mét. Tổng diện tích khoảng 4 sào. À, giá bán là 1 tỷ 7. Xã Hòa Hiệp. Đây gần tỉnh lộ. Cách tỉnh lộ có hơn 300 mét thôi. Và đặc biệt là đường nhựa đang chuẩn bị làm rồi. Đấy, khu này dân cư các thứ. Có cả chùa ở đây nữa. Đây họ xây, họ làm vườn cây các thứ bên trong đẹp lắm. Này có căn nhà này. Yeah. Đấy, đất của mình là đến cái cây phía đằng này. Hơn 60 mét. Đấy thì giá 1 tỷ 7 quý vị nhá. Quý vị nào có nhu cầu mua lô đất ở đây thì alo cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Đặc biệt tôi vẫn nói lại với quý vị là đằng này là những đường là đều là đường bàn cờ hết đi, nó rất là dễ dàng luôn. Mà đường toàn đường to như này, hai ô tô tránh nhau thoải mái, rất là tuyệt vời.